Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng cô hồn đến mang theo bao nhiêu xui xẻo, ma quỷ hoạt động mạnh nhất trong năm, quấy nhiễu xương gian. Có một số con giáp bị ma quỷ quấy nhiễu và phá phách, làm cho sức khỏe bị suy giảm, bệnh tật, tai nạn triền miên, thậm chí liên quan đến giao kéo, mồ xẻ. Vậy trong 12 con giáp, những con giáp nào là con giáp xui xẻo tột cùng trong nửa cuối tháng cô hồn? Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Đầu tiên là tuổi Tý. Tình hình sức khỏe của mệnh chủ trong tháng 7 âm lịch nhìn chung không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Có chăng chỉ là vì áp lực công việc quá lớn, mải mê lo cho sự nghiệp mà không nghỉ ngơi điều độ. Ăn uống thất thường, lại thường xuyên được mời tham gia các buổi tiệc xã giao nên gia tăng áp lực lên dạ dày, thậm chí tăng cân mất kiểm soát. Thói quen sinh hoạt không điều độ thường bị xem nhẹ, nhưng đó lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm mà một khi mắc phải sẽ gây xáo trộn không nhỏ cho cuộc sống của bạn. Do đó, khi cơ thể vẫn còn đang khỏe mạnh thì chớ nên chủ quan. Nhất là hung tinh Bạch Hổ xuất hiện trong tháng cô hồn làm điềm báo tai họa bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào, như bị tai nạn, bệnh nặng, bị thương. Điều này nhắc nhở tuổi Tý nên cẩn trọng khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông, tránh vì một chút bất cẩn mà để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Khi đó chẳng những khiến cơ thể bị tổn hại mà còn phải bỏ ra số tiền lớn để khắc phục sự cố. Tốt nhất nên có sự cẩn thận ngay từ đầu để hạn chế được xui xẻo. Tuổi Sửu. Con giáp tuổi Sửu nên hiểu rằng cân bằng việc nghỉ ngơi và làm việc mới là cuộc sống lành mạnh và đảm bảo sức khỏe. Hãy tập thói quen tốt này để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh. Còn nếu cứ mải mê với công việc thì sẽ khiến cơ thể lao lực, tinh thần uể oải, thường xuyên mỏi mệt. Như vậy thì dù có bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu mục tiêu, bạn cũng chẳng thể thực hiện được với một cơ thể yếu đuối như vậy. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, tinh thần lạc quan và minh mẫn rất quan trọng vì nó giúp cho con giáp tuổi Sửu khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn để chống đỡ bệnh tật, nhất là những bệnh theo mùa như cảm, sốt xuất huyết, sốt phát ban. Từ đó giữ được suy nghĩ tỉnh táo, hạn chế sai sót có thể xảy ra. Bạn có thể nuôi dưỡng tinh thần của mình thêm phần khỏe mạnh bằng việc đọc sách và thường xuyên tập thể thao, cũng như duy trì một chế độ ăn uống hợp lý sẽ rất tốt cho sức khỏe. Khi bạn chăm sóc cơ thể từ bên trong cho bên ngoài thì chẳng còn phải lo lắng gì nữa về các vấn đề liên quan tới cơ thể. Tuổi Dần. Về phương diện sức khỏe trong tháng không được tốt cho lắm. Ngũ hành xung khắc khiến cho bản mệnh chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, mưa nhiều. Con giáp này nên hạn chế ra ngoài khi giữa trưa nắng hay khi trời đang mưa to để tránh bị say nắng, trúng gió. Những rắc rối trong công việc, tình cảm, cuộc sống khiến trạng thái tinh thần của tuổi Dần rất dễ căng thẳng. Cơ thể vì thế mà cũng uể oải hơn, không được tràn đầy sức sống như những tháng trước. Mệt mỏi hay căng thẳng ra sao cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ và khoa học. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để tạo ra năng lượng đủ cho các hoạt động của bạn. Bên cạnh đó, trong tháng cô hồn, âm khí thịnh, bản mệnh làm gì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là khi di chuyển, đi lại, điều khiển phương tiện giao thông để tránh sự cố ngoài ý muốn. Có thể theo dõi tử vi hàng ngày để chủ động phòng tránh xui xẻo bất ngờ. Tuổi Mão. Tử vi tháng 7 âm nhận thấy sức khỏe của người tuổi Mão không quá lý tưởng trong tháng này. Bản mệnh chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến thể lực có dấu hiệu suy nhược, bệnh tật khó tránh, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm, sốt, ho. Thiên hình hung tinh xuất hiện còn mang theo điềm báo về họa huyết quang, động chạm, giao kéo, mổ xẻ. Cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, nữ mệnh cần chú ý các bệnh phụ khoa. Tuổi Mão cũng cần quan tâm tới sức khỏe của người thân, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu bất thường, cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị, đề phòng bất trắc. Vấn đề về đường tiêu hóa bản mệnh cũng không thể chủ quan, nên hạn chế ăn hàng quán,
thay vào đó là xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học để giảm áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Về mặt phong thủy, phi tinh tháng có nhị hắc hung tinh bay vào trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, mang lại trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên. Nếu có thể, hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ nguồn năng lượng xấu, hóa giải tai ách gặp phải. Tuổi Hợi. Theo tử vi tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp, sức khỏe của tuổi Hợi không được tốt. Ngoài ảnh hưởng bất lợi của thay đổi thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, sẽ bị nóng trong thì con giáp này còn gặp một chút căng thẳng về tinh thần. Trong tháng có thiên nguyệt hung tinh xuất hiện, gây ra những tác động tiêu cực, khiến cho bản mệnh suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề còn chưa xảy đến. Hung tinh này gây ra những nỗi buồn phiền, bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe vì thế cũng khó mà tốt được. Chính vì thế, bản mệnh có thể bị đau đầu, mất ngủ, từ đó sẽ mắc các bệnh vặt. Nên thư giãn tinh thần, tránh suy nghĩ quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra, hãy tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Ngoài ra, đừng quên việc tập luyện thể dục thể thao, đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện tình hình sức khỏe của bạn trong tháng này. Vì thế, bạn nên sớm ý thức việc này và chăm chỉ tập luyện để đẩy lùi mọi bệnh tật. Để sức khỏe luôn bình an và không bị ma quỷ quấy nhiễu gây hại đến sức khỏe, thì các con giáp nên sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Vòng tay tam hợp quý nhân sẽ giúp tăng cường khí, hộ thân cho bạn trong tháng cô hồn. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí đã thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, xúc hóa sát và cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi nam sinh, còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp khí là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Hoặc các con giáp cũng có thể đeo bát bảo tâm kinh là trang sức đeo cổ hộ thân. Trong tháng cô hồn, nếu bạn đeo vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, kích hoạt tài lộc, chiếu phúc, nạp tài. Đặc biệt, giúp cho công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến. Quý vị thân mến, trong tháng cô hồn không chỉ có những con giáp gặp vấn đề xui xẻo, thậm chí có những con giáp còn xui xẻo hơn, gặp vận hạn cả về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm và sức khỏe. Vậy đó là những con giáp nào? Quý vị hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi Dần. Một số dự đoán cho rằng tháng cô hồn những người tuổi Dần sẽ vượng về kinh tế. Tuy nhiên, những người tuổi này vẫn đứng đầu trong top con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng bảy âm. Nguyên nhân bởi sự thành công và tiền tài có đến, nhưng tiểu nhân xung quanh nhòm ngó, trực chờ cản đường bạn cũng nhiều. Trong công việc, người tuổi Dần cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, không nên chủ quan cho rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm sẽ là người không đáng để tin tưởng. Bạn nên nhớ, kẻ thù thường xuất hiện vào những lúc ta thiếu đề phòng nhất. Tháng này, tiền bạc của tuổi Dần bị hao hụt, có dấu hiệu phá tài khi mà việc kinh doanh, đầu tư vẫn thu về lợi nhuận nhưng lại chẳng thể giữ được tiền trong tay. Hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra khiến tuổi Dần hao tổn hết tiền của kiếm được vào tay của người khác. Các cặp vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn chính vì chuyện tiền bạc. Kinh tế gia đình kém vững vàng khiến cho tình cảm đôi bên phải đối mặt với nhiều thử thách. Cuộc sống gia đình căng thẳng sẽ xảy ra rạn nứt nếu không tìm cách hóa giải nhanh chóng. Trong tháng cô hồn, bản mệnh của người tuổi Dần cũng không được thực sự tốt. Vận thị phi khiến bạn có xu hướng dễ nóng tính, nói những lời tuy chân thành nhưng dễ mất lòng, vô tình rước họa vào thân. Tuổi Dậu. Thời gian trong tháng 7 âm lịch do gặp phải cục diện tuế phá nên công việc của con giáp này không được như mong muốn. Làm việc gì cũng gặp khó khăn, dễ thất bại khi khởi nghiệp. Những khó khăn trong công việc khiến tâm trạng của bạn ngày một xuống dốc, thậm chí còn rơi vào trạng thái stress cực nặng. Cũng vì công việc xuống dốc nên tài chính của con giáp này thời điểm cuối cùng cũng đi xuống không phanh. Nguồn thu giảm mà chi phí lại tăng lên nên cuộc sống trở nên khó khăn. Trong thời điểm này, nếu không cẩn thận mà quá tin lời người khác hoặc đầu tư vô độ mà không suy nghĩ kỹ thì ắt thua lỗ nặng nề về tiền bạc, thậm chí vấp phải chuyện kiện tụng. Tuổi Tỵ. Trong tháng 7 âm, tử vi dự báo sự nghiệp và tài chính của người tuổi Tỵ không có nhiều biến động. Tuy nhiên, thứ khiến bạn bị ảnh hưởng lại chính là chuyện tình cảm.
Sự rối loạn của tháng cô hồn khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Tỵ có xu hướng xảy ra bất đồng, mâu thuẫn. Thậm chí, nếu không biết kiềm chế cái tôi, hai người có thể nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc chia tay. Công việc ẩn chứa nhiều biến động mà bản mệnh khó bề có thể tưởng tượng. Bạn hay thù chỉ cách nhau bằng một đường ranh giới rất nhỏ. Đôi bên có thể từ bạn bè thân thiết trở nên xa mặt cách lòng, thậm chí tuyệt giao hay trở mặt thành thù lúc nào cũng không hay. Tiền bạc không đến mức quá tệ, lúc dồi dào nhưng cũng có lúc hao tài rất nhanh. Bản mệnh cần học cách nhìn người, đánh giá chi tiết vấn đề. Đặc biệt lưu ý khi đầu tư tiền bạc, tránh để kẻ xấu buông lời ngon ngọt lừa gạt tiền trong túi của mình. Đường tình duyên của con giáp này không được như ý muốn. Các cặp đôi có thể sẽ cảm thấy xa cách khi suy nghĩ, tư tưởng không đồng nhất, đôi bên không đủ yêu thương để bao dung và tha thứ cho nhau. Vợ chồng tuổi Tỵ mệt mỏi vì công việc và cuộc sống nên dễ nảy sinh tranh cãi với nhau. Tuổi Tỵ thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngoại tình. Quý vị thân mến, hy vọng thông qua chương trình này, quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về những con giáp siêu đen đủi trong ngày rằm tháng 7. Nếu quý vị và các bạn là một trong những con giáp gặp hạn trong năm 2020, hãy để lại comment về bản thân ở phần bình luận để nhận được cách hóa giải tới từ các trợ lý của thầy Sa Cát. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.